Ngày 18 tháng 4, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học OPCW thông báo đoàn chuyên gia được cử tới hiện trường vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma của Syria sẽ tạm hoãn kế hoạch điều tra cho tới khi an ninh được đảm bảo. Thông báo trên được đưa ra chỉ một ngày sau vụ tấn công nhằm vào nhóm đánh giá an ninh của Liên Hợp Quốc đang tiến hành khảo sát tình hình tại khu vực này. Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết đoàn khảo sát của Liên Hợp Quốc đã có mặt tại Douma trong ngày 17 tháng 4 và chuẩn bị khảo sát một khu vực hiện trường thì bất ngờ bị tấn công bằng súng và pháo và buộc phải rút khỏi khu vực này để đảm bảo an toàn. Một số nguồn tin cho biết một lý do khác khiến đoàn khảo sát phải trở về thủ đô Damas là do các cuộc biểu tình của người dân phản đối vụ tấn công của lực lượng liên quân hôm 14 tháng 4 vừa qua. Trong khi đó, Tổng Giám đốc OPCW Ahmed Uzunku khẳng định sẽ chỉ xem xét việc cử đoàn chuyên gia tới thị trấn Douma khi đoàn khảo sát của Liên Hợp Quốc xác định tình hình an ninh được đảm bảo và không gặp bất cứ trở ngại nào trong việc tiếp cận hiện trường vụ tấn công. Người đứng đầu OPCW cũng cho biết hiện vẫn chưa rõ thời điểm cụ thể mà đoàn chuyên gia có thể xuất phát tới thị trấn Douma.